Nếu đã chót mê bóng chuyền, không thể không mê mẩn với phụ công hàng đầu Việt Nam Nguyễn Thị Hòa với một hành trình oanh tạc Thái Lịch và bước ra thế giới một cách đầy ngỡ ngàng. Trong bảng vàng thành tích dài kín cả trang giấy của phụ công Ngọc Hòa, không thể không nhắc tới chức vô địch Thái Lịch cùng với câu lạc bộ Bangkok Glass, cùng với đó là chức vô địch các câu lạc bộ châu Á vào năm 2015. Tiếp nối chuỗi thành công vang dội, Ngọc Hoa cũng là cầu thủ Việt Nam đầu tiên tham dự giải câu lạc bộ thế giới năm 2016 tại Philippines. Thành tích mà cho tới thời điểm này chưa có bất kỳ cái tên nào của Việt Nam chạm tới. Không phải ngẫu nhiên mà mọi thứ đến như vậy. Đó là cả một hành trình dài, đầy gian truân và vất vả của một tượng đài. Dường như Ngọc Hoa sinh ra là để dành cho bóng chuyền, và bóng chuyền là môn thể thao chắp cánh cho những thành công vang dội của cô gái người Long An. Có thể ví Ngọc Hoa và bóng chuyền là hai dòng chảy, khi hai dòng gặp nhau tạo nên một dòng lớn, cuốn phăng đi tất cả mọi thứ để trở nên hùng vĩ hơn tất cả những dòng sông còn lại. Hành trình say mê với trái bóng bắt đầu khi cô gái mới 12 tuổi, cái tuổi của vô lo, vô nghĩ, chỉ biết ăn, biết học. Nhưng với Ngọc Hoa, đó lại là những tháng ngày khổ luyện không ngừng. Cái kết đẹp cho mối tình ấy là một vị trí trên đội tuyển quốc gia chỉ hơn 4 năm sau đó. Năm 2013, Ngọc Hoa nhận lời mời thi đấu tại Thái Lan cho câu lạc bộ Ayutthaya và nhanh chóng giúp câu lạc bộ giành huy chương đồng tại giải vô địch quốc gia cùng siêu cúp quốc gia năm đó. Riêng cá nhân phụ công cao 1m83 nhận được danh hiệu phụ công xuất sắc nhất của Thái Lịch. Chỉ 2 năm sau, Ngọc Hoa đã khoác lên mình màu áo của câu lạc bộ Bangkok Glass và giúp đội bóng vô địch giải quốc gia Thái Lan 2 năm liên tiếp vào các năm 2015 và 2016. Một thành tích vô tiền khoáng hậu của ngoại binh đến từ Việt Nam. Hành trình của phụ công đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia không chỉ dừng lại ở đó, thi đấu ấn tượng tại cúp bóng chuyền các câu lạc bộ châu Á năm 2015 và góp công giành chức vô địch cho câu lạc bộ. Danh hiệu phụ công xuất sắc giúp cô cùng với Bangkok Glass tham dự giải câu lạc bộ thế giới vào năm 2016 tại Philippines. Mặc dù không bảo vệ chức vô địch, nhưng hạng 3 chung cuộc cúp bóng chuyền các câu lạc bộ châu Á năm 2016 cũng là một sự xuất sắc của cá nhân Ngọc Hoa cùng với đồng đội. Những đóng góp của Ngọc Hoa trong thời gian này là rất lớn trong thành tích chung của cả đội bóng. Đến với Bangkok Glass, sát cánh cùng những ngôi sao của đội tuyển quốc gia Thái Lan để giành danh hiệu lớn, Ngọc Hoa đã mang hình ảnh của bóng chuyền Việt Nam ra thế giới. Chính danh hiệu vô địch châu Á năm 2015 giúp Bangkok Glass giành quyền tham dự giải vô địch thế giới. Ngọc Hoa trở thành vận động viên bóng chuyền Việt Nam đầu tiên trong lịch sử chơi tại giải bóng chuyền nữ các câu lạc bộ thế giới năm 2016. Để ý một chi tiết trong bảng vàng thành tích của Nguyễn Thị Ngọc Hoa, đó là vận động viên duy nhất của Việt Nam từng vô địch quốc gia tại hai giải bóng chuyền lớn khu vực là Thái Lan và Việt Nam. Những thành tích ấy đương nhiên không tự nhiên mà có. Nghị lực cùng ý chí sắt đá dám vượt lên trên tất cả để đi tới thành công đã cho tượng đài của bóng chuyền nữ Việt Nam gặt hái được những quả ngọt và hiện tại chưa có ai có thể chạm tới thành công như cô. Một hành trình tuyệt vời của đời cầu thủ kết lại với cái kết thật viên mãn khi giờ đây cô vẫn gắn bó cuộc đời của mình với trái bóng. Vị trí huấn luyện viên phó tại câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An, Ngọc Hoa đang đảm nhiệm để cô có thể truyền lại những kinh nghiệm quý giá của mình với thế hệ đàn em đang ngày ngày mong ước có thể viết nên những trang sử hào hùng như thế hệ đàn chị năm nào.